một đàn mối đang hành quân này. U chà chà rất nhiều luôn. Ây, em đi từ tận bên kia luôn. Ây, các bạn nhìn thấy không? Ây, hành quân ra đây nhá. À, mình sẽ đem máy xúc đi xúc mối. Rồi, xúc đàn mối nào. Ây chà, ây chà. Hello. Các bạn ơi. Wow, hôm nay lại cùng mình nha. À, cùng mình đi lấy chiếc chậu ấy đi. Đây là chiếc chậu thần kỳ của mình đấy các bạn ơi. Wow, ui, trong này có cái gì đây? Xem nào, mình sẽ mở ra cho các bạn xem nhá. Ten 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 ten. Ha ha. Ui, trong này có cái gì đây các bạn ơi? Ui, cái gì đây nhỉ? Hay. Wow. Ui chà chà các bạn ơi. Mình đã thấy có một chiếc xe rất là to. Ồ các bạn ơi, một em xe lu luôn. Rồi, xe lu rất đẹp nha. Úi dồi ôi, các bạn thấy em khỏe không? Bip 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 bùm bùm. À, một em xe lu màu đỏ các bạn nha. À, rốt lơ. Wow, em to gần bằng cái chậu của mình luôn các bạn ạ. Đó, chà chà, nào cùng mình đi vào khu vườn này nhá. Xem trong cái khu vườn này có còn cái gì nữa không nào các bạn ơi. Các bạn thấy khu vườn nhà mình rất là rộng không? Đấy. Ê, ở đây có một cái bãi cỏ này các bạn này. Bãi cỏ này rất là to nhá. Đấy. Trong này không biết có cái gì không nhỉ? Ê, ở trong cái bãi cỏ này hình như có cái gì này các bạn này. Xem nào. Ui, trong này có cái gì đây? Ui, các bạn ơi. Mình thấy có một chiếc xe này. Wow. Wow. U chà chà. À, mình thấy có một chiếc xe tải các bạn ơi. Wow, Super Truck Express. Một chiếc xe tải chuyển phát nhanh các bạn ạ. Một em xe tải chở hàng các bạn nhá. Rồi, cho em xe tải vào đây nhá. Ok, let's go. Rồi, khu vườn này rất là nhiều bãi cỏ luôn. Rồi. À, dưới cái lá chuối này có cái gì không nhỉ? Ôi chà chà, xem nào. Trong này không có gì. Nào, sang bên này xem nhá. Cái lá chuối bên này có gì không nhá? Ui, có một chiếc xe các bạn ơi. À, mình đã thấy có một chiếc xe. Lên nào. Bíp, 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 bíp. À, được rồi các bạn ơi. Đây là một em xe cảnh sát các bạn ạ. Một em police car. Trong này có cả vô lăng lái xe ở trong này này các bạn này. Đấy. Có đèn xanh đỏ trên đầu nhá. Lúc nào em đi bắt cướp thì em sẽ bật cái đèn xanh đỏ này lên này. Đấy, có ba đờ sốc này. Đây, cản bảo vệ nhá. Chiu chiu chiu. Đấy. Lúc quay tít luôn. Đấy, cho vào đây nhá. Hai em xe đỏ rồi các bạn ạ. Một em xe tải nữa nhá. Nào, cùng mình đi tìm tiếp đi các bạn ơi. Xem trong khu vườn này còn gì nữa không nhá. Ê, dưới cái lá chuối này xem có cái gì nữa không nào các bạn ơi. Ê chà, trong này không có gì rồi. À, xem bên lá chuối này. Bên này có gì không nhỉ? Lại thấy một em các bạn ơi. Ui, chiếc xe gì đây? À các bạn ơi, một em máy xúc màu xanh các bạn ạ. Một em excavator. Wow. Ui, trong này có một đàn gì đây? Ui, các bạn nhìn thấy không? Có một đàn mối luôn. Ui, này, em đang hành quân này các bạn này. Các bạn nhìn thấy không? Ôi, một đàn mối nhá. À, một đàn mối đang hành quân này. Ui, chà chà, rất nhiều luôn. Ôi, em đi từ tận bên kia luôn. Ôi, các bạn nhìn thấy không? Ôi, hành quân ra đây nhá. À, mình sẽ đem máy xúc đi xúc mối. Rồi, xúc đàn mối nào. Ây chà, ây chà. Ây, xúc được luôn các bạn ạ. Ây, em quay đầu luôn các bạn ạ. Ây, em sợ rồi. À, em mối sợ rồi. À, mình sẽ cho em máy xúc ở đây nhá. Nào, các bạn ơi, cùng mình đi tìm tiếp đi. Xem trong khu vườn này có còn cái gì nữa không nhá các bạn nhá. La 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 la. Xem trong khu vườn này còn cái gì nữa không nhỉ các bạn nhỉ. Cái lá chuối bên này đi. Xem cái lá chuối bên này có còn gì nữa không nhá. Ui, đây rồi các bạn ơi. Có một chiếc xe ở đây này. À các bạn ơi. À các bạn biết xe gì đây không? Đây là một em school bus nhá. Một chiếc xe buýt trường học đấy các bạn ạ. Rồi, xe buýt trường học cho vào đây luôn. Ok, let's go. Nào. À, khu vườn này rộng quá đi các bạn ạ. Rồi, rất là rộng nha các bạn nhá. Rồi, dưới này là sông này. Ê, đây là cái gì đây? Ý chà chà. Cái gì nhỉ? Ui, một chiếc xe. Đấy, em này có thể đi mọi địa hình các bạn nhá. Đấy. Một chiếc xe. Xe này là xe tải quái vật các bạn nhá. À, trên này có ba cái đèn rất là sáng này các bạn này. À, một em xe tải quái vật. Chắc Monster.
Ok, let's go các bạn ơi. Nào, cùng mình đi tìm tiếp đi, xem trong cái khu vườn này còn cái gì nữa không nhá các bạn nhá. Nào các bạn nhìn hộ mình đi, xem trong khu vườn này còn gì nữa không nhá. Ui, ở đây có một cái búi gì to to này các bạn này. Đây này, có một cái búi to to nhá. Ui, trong này có cái gì đây các bạn ơi. Wow, các bạn ơi, mình đã thấy một kho báu vật rồi các bạn ạ. À, đây là một chiếc xe cứu thương, ambulance. Wow, ambulance. Ok. Wow, airplane. Một chiếc máy bay dân dụng. Ui, boom. Đấy. À, đây là chiếc xe gì đây? Win, 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 win. Một em xe đua địa hình các bạn ơi. Rất là cute phô mai que nhá. Chó đứng ở trên xe tải luôn. Ok, let's go. Ten ten ta len. Ten ten ta ten. Xem trong khu vườn này còn cái gì nữa không nhá các bạn ơi. Các bạn nhìn hộ mình nhá. Ấy, trong này có một cái búi nữa này các bạn này. Đấy, có một cái búi ở đây nhá. Ấy, bên kia xanh xanh có cái gì này. Ấy, các bạn nhìn thấy gì đấy không? Ấy chà. Ấy chà. Wow, mấy em xe luôn các bạn ạ. Ấy, hai em xe luôn này các bạn ơi. U chà các bạn ơi. Một em xe tải ben. Ấy, đổ ben được luôn này. Đấy. Wow, rất xịn sò luôn. Đấy. Wow. Ui, một em xe tải ben. Đấy, mở cửa luôn các bạn nhá. Em này rất xịn sò đấy. Đấy. Đấy, vô lăng lái xe này các bạn này. Ok. U chà chà các bạn ơi. Đây là chiếc xe gì đây? À, một em xe khách. Xe buýt rất dài các bạn nhá. Xe buýt hạng sang đấy. Limousine đấy. Hàng VIP luôn. Đi xe này rất là êm các bạn nhá. Rồi, cho vào đây. Rồi. Nào, cùng mình đi tìm tiếp đi các bạn ơi. La 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 la. Chiu 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 chiu. Ê, ở đây có cái búi rất to này các bạn này. Mình sẽ tìm xem trong cái búi này có cái gì không nhá. Ui, có cái gì đỏ đỏ này các bạn này. Ui. Ui cha. Ui cha, cái gì đây? Wow, các bạn ơi. Mình đã nhặt được một chiếc xe cần cẩu này các bạn này. À, một em crane. À, một em xe cần cẩu màu xanh các bạn nhá. Ui. Đây nữa này, một chiếc xe bán tải pickup truck các bạn ơi. Ok. Wow. Ui, còn hai em nữa này các bạn này. Ui chà chà. Một em super Vespa. Một em xe máy Vespa các bạn ạ. Đấy. À chà. Wow, một em xe đổ rác các bạn ơi. Garbage truck nha. Đấy. Đổ rác ở đây, cuốn rác ở đây này các bạn này. Đấy. Wow. Ok. Cho vào đây nhá các bạn ơi. Nào, cùng mình đi tìm tiếp đi các bạn ơi. Xem trong khu vườn này có còn cái gì nữa không nhá. La 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 la. Ui, ở đây có một cái búi rất to nữa này các bạn này. Xem cái búi này nào. U chà chà các bạn ơi. Ui, mấy em xe luôn này các bạn này. À, một em xe cảnh sát các bạn nhá. Police car patrolman. Wow. À, đây là chiếc xe gì đây? Ồ, một em xe cứu thương các bạn ạ. À, không phải đâu, mình xin lỗi nha. Đây là một chiếc xe cứu hỏa. Fire truck. Wow. Red cool truck. Ok. Wow, chiếc xe gì đây? Rất là to luôn. Một em xe cảnh sát các bạn ơi. Một em police car. Đấy. Ui các bạn ơi, một cái chậu đồ chơi của mình hôm nay mình đi vào khu vườn nhặt được rất là nhiều nha các bạn nha. Bye bye.